tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh đã bước đầu làm rõ vụ bạo hành liên quan đến bé trai 6 tuổi tên NTK xảy ra trên địa bàn gây xôn xao dư luận. Trước đó ngày 4 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam hai đối tượng Nguyễn Quốc Toàn 24 tuổi là cha ruột của cháu NTK cùng người tình là Lê Thụy Thanh Tâm 22 tuổi đều ngụ phường 16 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh để điều tra xử lý về hành vi cố ý gây thương tích. Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh đã trưng cầu giám định thương tật đối với cháu NTK và có kết quả. Cháu K bị bỏng da cẳng bàn chân với tỷ lệ 11%. Các thương tích còn lại khắp cơ thể khoảng 30%. Kết quả điều tra ban đầu và lời khai của những người liên quan cho hay, năm 2016, Toàn và chị NTV, 25 tuổi, quê ở tỉnh Phú Yên, sống chung như vợ chồng, không đăng ký kết hôn và có một con chung là cháu NTK, sinh năm 2018. Đến tháng 4 năm 2021, hai người đường ai nấy đi, chị NTV đưa con về tỉnh Phú Yên sinh sống. Đến đầu tháng 8 năm 2024, chị NTV liên lạc hỏi Nguyễn Quốc Toàn có muốn đón con trai về nuôi không, thì Nguyễn Quốc Toàn đồng ý. Hai ngày sau, Nguyễn Quốc Toàn và người tình là Lê Thụy Thanh Tâm ra tận tỉnh Phú Yên đón cháu NTK về nuôi dưỡng tại nhà trọ ở đường An Dương Vương, phường 16, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Theo lời khai của Nguyễn Quốc Toàn và Lê Thụy Thanh Tâm, do cháu NTK hiếu động quậy phá và vệ sinh cá nhân hàng ngày không sạch sẽ, nên cả hai có nhiều lần hành hung cháu bé, đặc biệt khi dạy cháu ca học bài. Đỉnh điểm ngày 25 tháng 9, Lê Thụy Thanh Tâm lăng mạ vì cho rằng cháu NTK không nghe lời. Khi đó, Lê Thụy Thanh Tâm dọa sẽ tưới nước sôi lên hai chân của cháu NTK và sau đó dì ghẻ đã làm thật. Khi cháu NTK bị bỏng nặng hai chân, Lê Thụy Thanh Tâm yêu cầu Nguyễn Quốc Toàn ra tiệm thuốc Tây mua thuốc trị bỏng về thoa lên vết thương cho con. Sáng ngày 26 tháng 9, Nguyễn Quốc Toàn và Lê Thụy Thanh Tâm chở cháu NTK đến bác sĩ gần nhà để xử lý vết thương, mua thuốc uống và thuốc bôi. Tuy nhiên, vụ việc sau đó bị hàng xóm phát hiện đã khẩn trương đưa cháu NTK đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, đồng thời gọi điện báo cho chị NTV, mẹ ruột của cháu K. Người mẹ trẻ từ tỉnh Phú Yên tức tốc vào thành phố Hồ Chí Minh với con khi xác định cháu NTK bị bạo hành. Chiều ngày 1 tháng 10, chị NTV đã đến công an địa phương trình báo. Nguyễn Quốc Toàn và Lê Thụy Thanh Tâm còn khai, sau khi xảy ra vụ việc, cặp đôi này bị chủ trọ đuổi nên dọn về sống tại ấp Long Thới, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, nhưng nhanh chóng bị công an truy xét đến tận nơi để bắt giữ. Hiện công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng công an huyện Hạ Hòa đã giải cứu thành công bé trai 5 tuổi khỏi sự khống chế của một đối tượng tâm thần. Cụ thể, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 3 tháng 10, công an xã Xuân Áng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc đối tượng Nguyễn Văn Sĩ, sinh năm 1991 ở khu 14, xã Xuân Áng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, sử dụng hung khí kề vào cổ, khống chế hành hung cháu Hoàng Anh M, 5 tuổi. Sau đó đối tượng đưa cháu M lên tầng 2 đóng cửa và cố thủ trong phòng. Ngay sau khi nắm bắt sự việc, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ yêu cầu lực lượng giải cứu phải đảm bảo an toàn cho cháu M. Công an xác định Nguyễn Văn Sĩ là đối tượng tâm thần hiện đang điều trị tại nhà và thường xuyên có diễn biến bất thường về tâm lý, dễ bị kích động. Để giải cứu cháu M, Công an huyện Hạ Hòa đã huy động 30 cán bộ chiến sĩ có trang bị đảm bảo an toàn và công cụ hỗ trợ, chia làm 2 tổ giải cứu tiếp cận hiện trường, nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Cụ thể, một tổ nhanh chóng đột nhập vào tầng 1 đi lên tầng 2, tổ còn lại sử dụng thang nhôm tiếp cận tầng 2. Sau khoảng 90 phút đồng hồ, nhận thấy thời cơ thuận lợi, hai tổ giải cứu đã đồng loạt tiếp cận, khống chế đối tượng và giải cứu an toàn cháu M. Sau đó, lực lượng công an đã phối hợp với gia đình đưa cháu M đến trung tâm y tế để kiểm tra sức khỏe, động viên hỗ trợ, trấn an tinh thần.
đồng thời khẩn trương xác minh lấy lời khai của đối tượng và những người có liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời yêu cầu công an các huyện, thành thị rà soát quản lý chặt chẽ các đối tượng tâm thần ngáo đá trên địa bàn, không để các đối tượng này có các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội. Bắt nghi phạm ném bom xăng vào 3 ngân hàng ở Phú Yên. Ủy ban Nhân dân thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ ném bom xăng vào 3 ngân hàng. Công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã bắt được đối tượng gây án, đồng thời điều tra làm rõ động cơ. Theo camera ghi lại, khoảng 5 giờ 10 phút ngày 3 tháng 10, một người đàn ông đi xe máy mặc quần cộc áo trắng ngắn tay, đội mũ lưỡi chai đen đến trước cửa một ngân hàng tại phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Sau đó người này lấy chai nhựa bên trong nghi là xăng dầu, châm lửa, ném vào trụ sở ngân hàng và phóng xe máy nhanh chóng rời đi. Khi phát hiện vụ việc, bảo vệ ngân hàng và một số người xung quanh tiến hành dập lửa. Vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng hư hỏng nhẹ trụ ATM. Ngoài ra, cơ quan chức năng thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên còn phát hiện tại trụ sở của hai ngân hàng khác trên địa bàn cũng bị nghi ném bom xăng gây hư hỏng một số tài sản. Sau khi vụ việc xảy ra, công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã nhanh chóng bắt được nghi phạm. Bước đầu xác định, đối tượng ở khu phố Lệ Uyên Đông, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Cử Mí Bó và Giàng Mí Minh, cùng sinh năm 2005, quê ở tỉnh Hà Giang, để điều tra liên quan đến một thanh niên bị hành hung dã man dẫn đến tử vong xảy ra trên địa bàn thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Theo lời khai của hai nghi phạm Cử Mí Bó và Giàng Mí Minh, chiều ngày 29 tháng 9, nhóm 5 công nhân gồm Hoàng Văn Bó, sinh năm 1991, quê tỉnh Đắk Nông, Hoàng Văn Tu, sinh năm 2006, quê tỉnh Đắk Nông, Thảo Mí Say, sinh năm 2004, quê tỉnh Hà Giang, Vư Mí Tủa, sinh năm 1999, quê tỉnh Hà Giang, Thảo Văn Sung, sinh năm 1999, quê tỉnh Đắk Lắk, tổ chức nhậu tại khu đất trống thuộc khu phố 7, phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Đến khoảng 18 giờ ngày 29 tháng 9, một nhóm công nhân khác gồm 4 người là bạn của Thảo Văn Sung cũng đến nhậu tại khu đất trống cách nhóm 5 người khoảng 100 mét. Đến khoảng 19 giờ, Sung kéo hết các bạn sang nhóm 4 người để giao lưu và ngồi nhậu đến 20 giờ thì nhóm 4 người ra về. Nhóm 5 người vẫn tiếp tục nhậu tại vị trí này. Đến khoảng 20 giờ 30 phút, có 3 người bạn cùng quê Hà Giang với Vừ Mí Tủa gồm Cử Mí Bó, sinh năm 2005, Giàng Mí Minh, sinh năm 2005 và Thò Mí Lía, sinh năm 2006, đến tham gia nhậu chung. 8 đệ tử Lưu Linh nhậu đến 21 giờ 30 thì Thò Mí Lía xin về trước. Hoàng Văn Bó cũng say quắc cần câu nên cũng xin ra về. Trước khi ra về, Hoàng Văn Bó và mọi người cầm lon bia lên đứng uống, riêng Cử Mí Bó vẫn ngồi tại chỗ uống. Thấy vậy, Hoàng Văn Bó hỏi, có phải bạn khinh thường tôi không? Cử Mí Bó đáp, bạn cứ bình tĩnh, anh em chơi được thì chơi, còn không thì hôm nay bỏ bạn bè. Bực tức trước thái độ của Cử Mí Bó, Hoàng Văn Tu rút dây thắt lưng vung hai cái tấn công vào mặt Cử Mí Bó. Hùa theo, Thảo Mí Say cũng dùng tay tấn công vào lưng Cử Mí Bó. Bị tấn công, Cử Mí Bó chạy về nhà trọ gần đó. Giàng Mí Minh cũng chạy theo, tìm hung khí để tấn công đáp trả nhóm của Hoàng Văn Bó. Tại dãy phòng trọ, Giàng Mí Minh được một đối tượng tên Xả đưa cho con dao tự chế dài 65cm và Giàng Mí Minh đưa con dao này cho Cử Mí Bó rồi cùng quay lại chỗ nhậu. Vừa đến nơi, Cử Mí Bó cầm dao lao vào tấn công Hoàng Văn Tu nhưng Tu né được và bỏ chạy. Cử Mí Bó tiếp tục dùng dao tấn công vào người của Hoàng Văn Bó nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Phần bụng bị đứt gần nửa thân. Dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân Hoàng Văn Bó đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Ngay sau khi gây án, Cử Mí Bó và Giàng Mí Minh để giao lại hiện trường rồi bỏ trốn. Một ngày sau, Giàng Mí Minh đến công an phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Đến chiều ngày 1 tháng 10, công an phát hiện và bắt giữ Cử Mí Bó khi đang trốn trên địa bàn huyện Bào Bàng. Như đã đưa tin, tối ngày 29 tháng 9, trên địa bàn phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong.
Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Tân Uyên và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, tiến hành điều tra vụ việc. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt giữ Nguyễn Văn Tiến, 18 tuổi, trú tại thôn 6, xã Ia Le, huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai, khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh. Công an đã di lý đối tượng về tỉnh Gia Lai để điều tra làm rõ hành vi sát hại mẹ ruột gây rúng động dư luận trên địa bàn tỉnh những ngày gần đây. Trước đó vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 26 tháng 9, người dân phát hiện thi thể bà Lê Thị Vân, sinh năm 1964, trú tại xã Ia Le, huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai, bị vùi lấp dưới lớp đất để lộ hộp sọ và một phần chân tay đang trong quá trình phân hủy nên báo cho cơ quan công an. Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định trước khi xảy ra án mạng, các quan hệ sinh hoạt trong cuộc sống của bà Vân không có điểm gì bất thường. Bà Vân sinh sống cùng con trai là Nguyễn Văn Tiến. Tuy nhiên, khoảng một tuần trước khi phát hiện vụ việc, Tiến đã rời khỏi địa phương. Xác định đây là một vụ án mạng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Tiến và quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ vụ án. Nguyễn Văn Tiến là đối tượng nghiện game online, sống khép kín, không có bạn bè ở địa phương, nên mọi thông tin phục vụ công tác điều tra xác minh gặp nhiều khó khăn. Với quyết tâm đưa kẻ thù ác ra trước ánh sáng bằng việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 2 giờ ngày 1 tháng 10, sau khi xác định Nguyễn Văn Tiến đang ẩn nấp ở một phòng trọ tại phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh tiến hành bắt giữ đối tượng cùng 2 điện thoại di động và 3 triệu đồng tiền mặt. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Nguyễn Văn Tiến khai nhận vào sáng ngày 18 tháng 9, đối tượng Nguyễn Văn Tiến cùng bà Lê Thị Vân đi phát cỏ tại vườn điều phía sau nhà. Gần trưa, đối tượng Nguyễn Văn Tiến xin tiền mẹ để đi chơi nhưng bà Vân không cho còn la mắng. Bực tức, đối tượng Nguyễn Văn Tiến đã dùng dao dựa đang cầm trên tay tấn công nhiều nhát vào vùng mặt, vùng đầu, khiến bà Lê Thị Vân tử vong tại chỗ. Sau khi sát hại mẹ, đối tượng Nguyễn Văn Tiến liên hệ với một người buôn bò ở thôn Hòa An, thị trấn Nhân Hòa, huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai và bán 5 con bò, 4 con dê với tổng số tiền 45,5 triệu đồng. Khoảng 17 giờ ngày 18 tháng 9, Nguyễn Văn Tiến đào một cái hố phi tang xác mẹ trong vườn điều, cách nhà khoảng 200 mét. Ngày hôm sau, đối tượng Nguyễn Văn Tiến đến tiệm điện thoại di động ở thôn Thủy Phú, xã Ia Le, huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai, mua 11 thẻ nạp game Liên Quân với giá 5,5 triệu đồng, một điện thoại di động giá 17 triệu đồng. Sau đó Tiến bắt xe khách đi Hà Nội. Đến ngày 27 tháng 9, Tiến bắt xe khách từ Hà Nội vào quận 12 thành phố Hồ Chí Minh để lẩn trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định nghi phạm Tiến là con ruột bà Lê Thị Vân. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định truy tìm đối với Nguyễn Văn Tiến và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Tiến để điều tra xét xử theo quy định pháp luật. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!